phố Hồ Chí Minh hụt hẫng vì phố đi bộ Nguyễn Huệ không trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Saudi Arabia. Nhiều người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã hụt hẫng khi chờ đợi mà không biết màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ không trực tiếp bóng đá. Nhiều người ra đây từ chiều giữ chỗ, đợi đến 23 giờ xem U23 Việt Nam đụng độ đương kim Á quân U23 châu Á Saudi Arabia ở vòng tứ kết. Nhiều người ra khu vực có màn hình lớn phố đi bộ Nguyễn Huệ ngồi giữ chỗ từ lúc chiều, hụt hẫng khi biết không có kế hoạch trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U24 Ả Rập Xê Út. Một số người lầm lũi dọn cờ phướn ra về. Rất nhiều người tập trung tại đây lúc 20 giờ, nhiều gương mặt thất vọng, nghĩ đến việc tìm đến những nơi có trực tiếp như quán ăn, cà phê để xem. Chị Mai Ngọc Lan ngủ tại quận Gò Vấp ra đây từ chiều giữ chỗ cũng khá bức xúc vì đội bán hàng rong nói có trực tiếp bóng đá, chỉ bấy nhiêu nước và đồ ăn thôi mà tôi mua 200 ngàn. Mấy người bán hàng rong nói rắn đợi đi, sẽ có trực tiếp, chị Lan nói. Đội ngũ bán hàng rong tranh chỗ với người dân, để ghế kín cả con phố. Bạn Nguyễn Thị Thu Anh và bạn Mai Mỹ Tiên đi từ quận Bình Tân lên đây để xem và cũng mua hơn 220.000 tiền nước uống, đồ ăn mới có ghế ngồi ở phố đi bộ. Em chuẩn bị rất nhiều từ chiều để ra đây xem đá banh. Em không biết hôm nay ban tổ chức không chiếu trực tiếp, Oanh nói. Từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chơi mấy hôm rồi, tôi cố nán lại đến hôm nay để trải nghiệm không khí cổ vũ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Lúc nãy ra đây hỏi mấy người bán hàng rong có trực tiếp bóng đá không, ai cũng nói có và bán ly nước này cho tôi tới 40.000 đồng. Giá nước quá đắt, tôi nghĩ nó 20.000 đồng là hợp lý. Giờ mua ly nước mà ở đây không chiếu trực tiếp đá banh thì chẳng biết thế nào. Chỉ biết cười trừ thôi, anh Nguyễn Đức Hoàng du khách Hà Nội bức xúc. Cánh bán hàng rong 23 giờ vẫn tổ chức bán hàng và luôn miệng nói có tổ chức trực tiếp bóng đá. Nhiều người ngồi xuống gọi nước rồi mới vỡ lẽ. Tình trạng buôn bán hàng rong trong phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra rất phức tạp, nhiều du khách phản ánh tình trạng chặt chém với giá nước cắt cổ. Có thời điểm, du khách phải mất gần 100.000 đồng chỉ mới mua được một ly trà tắc và một cái bánh tráng nướng. Hơn 23 giờ nhiều người vẫn ngồi đợi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và xem trực tiếp qua điện thoại. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.